Mến chào cô chú anh chị, chào mừng cô chú anh chị đã quay lại với kênh YouTube Nhà Đất. Thì hôm nay em xin phép chia sẻ cho quý anh chị một căn nhà trên đường Miếu Gõ Xoài anh chị, phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân anh chị. Khi mà anh chị mua căn nhà này thì chủ nhà sẽ tặng cho anh chị cái bộ bàn ghế gỗ này luôn. Đây, đây bàn ghế gỗ này nè anh chị. Đó. Đó anh chị, tặng cho anh chị một cái bộ bàn ghế gỗ này luôn nè. Đó. Thì bây giờ mình cùng đi xem thực tế căn nhà này nha anh chị. Chào anh chị, thì hiện tại mình đang đứng trước nhà nè anh chị. Đó, anh hình ảnh mình thấy á, là cái đường trục đường để đi vô anh chị. Hẻm thì hiện hữu nó khoảng tầm 4 mét mấy, 5 mét đó anh chị. Căn nhà này á thì có chiều dài á, là ngang 4, dài chung 12. Kết cấu xây dựng của nó là một trệt một lầu anh chị, gồm 3 phòng ngủ, 2 nhà vệ sinh. Đó, và bây giờ mình đi vào bên trong để xem chi tiết căn nhà anh chị ha. Còn về địa chỉ nè, vị trí đường đi này kia các thứ tí nữa em sẽ để dưới bên phần mô tả, anh chị có thể xem trực tiếp anh chị. Đó. Đó. Thì bên trong không gian phía trước mình là phòng khách và có bộ bàn ghế gỗ anh chị, cực kỳ sang luôn. Thì anh chị nào mà mua căn này là chủ nhà sẽ để lại cái bộ bàn ghế gỗ này cho anh chị luôn. Đó, phía sau mình sẽ có phòng bếp, nhà vệ sinh này anh chị. Đó. Nhà vệ sinh thì ở dưới một cái và trên lầu 1 một cái anh chị ha. Đó, bên hông bên đây là cầu thang đi lên. Đó, phía dưới đây nó sẽ có cái kho để anh chị để đồ. Đây bây giờ mình đi lên cầu thang lên trên lầu 1 nè anh chị. Thì trên đây thì bên trái mình sẽ có một phòng anh chị ha. Đây cái phòng, đây là phòng phía sau. Phòng rất là rộng luôn. Đó anh chị. Đây anh chị, đây có phòng rất là rộng luôn. Phòng này diện tích thì ngang 4, dài là cho khoảng tầm 2 mét rưỡi anh chị. Nó nhìn rất là rộng rãi luôn, chị ở phòng thoải mái. Đó, ở đây trên đây thì sẽ có một cái nhà vệ sinh. Đó, nhà vệ sinh để chính giữa. Và bên đây mình sẽ còn hai phòng nữa nha anh chị. Đó, nhà này mà gia đình mình 3 4 người, 4 5 người ở vẫn vô tư anh chị. Hoặc là anh chị kinh doanh dạng như kinh doanh cho thuê anh chị cũng rất là ok anh chị ha. Đó. Đây, và đây là một phòng phòng này. Phòng này thì có cửa sổ nè anh chị. Và là rất là gần ban công luôn. Đó, đây có cửa sổ ha. Lấy sáng lấy gió tự nhiên. Và đây, đây bây giờ mình sẽ đi ra ban công nha anh chị. Đây là cái ban công phía trước nè, bạn không gian phía trước. Này thì anh chị có thể tận dụng làm phòng phơi đồ cũng được, để khu vực mình phơi đồ cũng được, hoặc là anh chị trưng bày hoặc là anh chị trồng cây cũng được. Đó, đường xá thông thoáng. Thì nhà mình có địa chỉ là 24/19/6 đường Miếu Gò Xoài, phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân mình anh chị. Anh chị nào quan tâm căn này á thì alo cho em theo số hotline bên dưới 0949 900 589, để mình cùng đi xem thực tế cũng như nhận thêm thông tin về sổ sách giấy tờ rồi nha anh chị. Đó. Và bây giờ thì em mời anh chị xem sơ qua bản đồ vệ tinh để dành cho những anh chị nào chưa biết khu vực Bình Hưng Hòa này, hoặc là chưa biết cái đường Miếu Gò Xoài này, để biết được cái cụ thể hơn cái đường đi anh chị ha. Chào anh chị, thì bây giờ em xin phép giới thiệu cho quý anh chị mình qua bản đồ Google Maps để anh chị dễ hình dung vị trí của căn nhà mình hơn. Thì những anh chị nào mà đã biết khu vực Bình Tân này rồi, biết đường Miếu Gò Xoài này rồi, thì vui lòng bỏ qua, hoặc là nếu anh chị quan tâm căn nhà này thì alo cho em theo số hotline bên dưới 0949 900 589. Còn nếu như mà anh chị nào chưa biết khu vực này thì em xin phép giới thiệu sơ qua về Google Maps, sau đó mình sẽ đi thực tế cái tuyến đường này anh chị ha. Đây là căn nhà của mình anh chị, 24/19/6 đường Miếu Gò Xoài, phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân mình nè anh chị. Đó, đây là đường Miếu Gò Xoài anh chị ha. Thì em lấy cái nút giao giữa đường cái nhà mình là nút giao với đường số 14 nè, giao với đường Lê Văn Quế cho anh chị mình dễ hình dung hơn. Đây thì nút giao giữa đường số 14 và đường Lê Văn Quế nè anh chị. Đó, thì từ đây á, nếu như mà anh chị đi về đoạn đi về ngã tư bốn xã, đây là ngã tư bốn xã nè anh chị. Đó, khu vực này là ngã tư bốn xã thì nó chỉ khoảng tầm 1,2 km thôi. Đó, rất là gần luôn nè anh chị, thấy không? Đó anh chị thấy không? Ồ, này là nó chỉ mình đi đường vòng nên tới 3 km, 1,2 km anh chị. Rất là gần luôn. Đó, như anh chị đã thấy đây. Đó. Thì khu vực ngã tư bốn xã này sẽ là giao giữa đường khu giao giữa Bình Tân nè, Tân Phú rồi nè anh chị. Còn nếu như mà anh chị đi hướng ngược lại ra lại ngay chỗ đường Mã Lò nè anh chị thì cũng khoảng tầm hơn 1 km xíu ra Mã Lò.
để anh chị về quốc lộ 1A nè, anh chị thấy không, đây là quốc lộ 1A nè, thì cái vị trí của căn nhà của mình rất là thuận tiện cho anh chị đi di chuyển luôn đó. Đây, 469. Thì một tí nữa mình sẽ đi từ từ đường ngay cả ba giao này, Lê Văn Quế, giao ngay chỗ Lê Văn Quế nè, giao với đường số 14 để vào đường Miếu Ba Sòi anh chị ha. Thì rồi bây giờ chúng ta cùng đi xem thực tế căn nhà nha anh chị. Đó, thì cũng như lúc nãy mình xem qua bản đồ vệ tinh đó anh chị, thì bây giờ em cho anh chị thấy cái hình ảnh thực tế nè. Đây là trục đường Lê Văn Quế nè anh chị. Đó, cái hướng hướng này á, nếu như mà anh chị đi về bên bên tay trái mình nha, nếu như hướng bên tay trái mình á, thì mình sẽ về lại ngã tư bốn xã anh chị. Đó, khu vực mà giáp giữa Bình Tân nè, Tân Phú rồi anh chị. Đó, từ đây về ngã tư bốn xã rất là gần luôn anh chị. Đó, đó. Còn nếu như mà anh chị đi ngược lại á, về cái hướng mà bên tay tay phải của mình anh chị, thì anh chị sẽ về lại đường Mã Lò nè, ra lại Vũ Tân Kỳ, Tân Quý hoặc là quốc lộ 1A rồi anh chị. Đó, để mình đi về khu bệnh viện Bình Tân rồi đó, hoặc là ra quốc lộ 1A để mình đi về như bến xe miền Tây hoặc là bến xe An Sương nữa cũng rất là thuận tiện anh chị. Còn nếu như cái trục đường 14 này nè mà anh chị đi đi thẳng luôn thì mình sẽ ra lại đường Bình Long nè anh chị. Đó, hoặc là mấy cái ngay nút giao giữa Bình Long, Tân Kỳ, Tân Quý rồi Aeon Tân Phú rồi đó anh chị. Đó. Thì đây, đây cái đường này á thì nó sẽ là giao với đường Miếu Gò Sòi. Thì em lấy cái vị trí là từ nút giao giữa đường số 14 và đường Lê Văn Với để cho anh chị mình dễ hình dung cái đường đi hoặc là cái khu vực nhà mình chuẩn bị tham khảo mình mua để ở đầu tư nha anh chị. Đó, thì đây là trục đường số 14 rồi, rất là rộng luôn anh chị. Đường này thì rất là thông thoáng. Nói chung là khu vực này á là người ta kinh doanh mua bán rất là nhiều. Đó, đường số 14 này cũng như gần như là một trục đường chính của khu vực Bình Hưng Hòa này anh chị. Đây, bên trái mình là đường Miếu Gò Xoài nè anh chị. Đó. Đây, đây là đường Miếu Gò Xoài. Thì căn nhà mình á có địa chỉ là 24/19/6 Miếu Gò Xoài, là cái trục đường Miếu Gò Xoài này anh chị. Nếu như mà anh chị đi thẳng đường Miếu Gò Xoài á, nó cũng sẽ thông ra lại cho anh chị để về đường Mã Lò, về đường Gò Xoài. Đó, thì những cái trục đường này á đều nó khu vực này hầu như nó thông nhau hết anh chị. Đó, bên đây là khu nói chung là khu này dân cư anh chị, người ta xây nhà rất là lớn. Đây, đây là hẻm số 24 nè anh chị. Đó, rất là gần luôn. Đó, anh chị thấy không? Nó rất là gần và rất là thuận tiện cái đường đi cho mình luôn. Thì nói chung cái hẻm 24 này á rất là rộng anh chị thấy không? Xe hai bên, họ đậu xe tải, xe hơi rất là nhiều. Còn cái hẻm đường vô mình á thì hiện hữu nó khoảng tầm 4 mét mấy 5 mét anh chị. Nếu như mà xe hơi á thì anh chị vẫn vào được, nhưng mà là không có chỗ quay đầu á anh chị. Đó, thì có thể là anh chị đi vào cũng được, rồi mình hay anh chị nào mà chạy xe hay thì mình có thể dê vào dê ra nó dễ hơn. Còn nếu như mà anh chị muốn vào nhà luôn á thì thứ nhất là chiều ngang nhà mình nó ngang 4, anh chị có thể quẹo vào nhà luôn cũng được. Nếu như mà tay lái anh chị cứng thì muốn quẹo vào nhà thì anh chị phải sửa lại cái bậc để như vậy. Đó, căn nhà mình bên tay phải mình là anh chị. Đó. À, xin cảm ơn và hẹn gặp lại anh chị vào video sau.